Chào mừng quý bà con đã đến với chương trình của Ngọc Chi ngày hôm nay. Và hôm nay, Ngọc Chi sẽ giới thiệu cho quý bà con một dòng máy rửa xe cao áp đến từ thương hiệu Toàn Phát với mã là TB3000. Chi tiết về sản phẩm này như thế nào thì xin mời quý bà con cùng theo chân của Ngọc Chi nhé. Máy rửa xe cao áp Toàn Phát TB3000 với áp lực nước lên đến là 150 bar, lưu lượng nước phun 540 lít trên 1 giờ cũng như là công suất lên đến 3000W, dây điện từ 100% bằng đồng. Với các thông số vừa nêu như vừa rồi thì bà con có thể ứng dụng rộng rãi trong việc rửa xe cũng như là xịt rửa sân vườn hoặc là chuồng trại. Và cách lắp máy như sau. Thì đầu tiên bà con sẽ có một dây hút nước của dòng Toàn Phát TB3000 này dài đến 1,5 m, và một đầu là bà con sẽ gắn đồ lọc rác này vào bên trong của xô nước. Đầu còn lại là khớp nối nhanh, bà con sẽ gắn vào thân máy của mình. Và sau đây là về phần nước ra, thì bà con sẽ cần một dây xịt cao áp dài đến 10 m. Và một đầu thì bà con sẽ gắn vào súng phun nước. Đầu còn lại, bà con sẽ kết nối với thân máy. Và trong một thời gian ngắn thì Chi đã lắp xong rồi. Sau khi lắp ráp xong thì quý bà con hãy cùng Chi đi test thử dòng máy này nhé. Bây giờ thì Chi bắt đầu test cho quý bà con cùng xem nhé. Ngoài ra thì bà con còn có thể điều chỉnh được áp lực mạnh nhẹ. Sau khi đã test máy xong thì bà con có thể thấy rằng máy hoạt động rất êm ái cũng như là bền bỉ. Đặc biệt, nếu như bà con muốn mua dòng máy Toàn Phát TB3000 này thì bà con hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình. Chúng tôi bảo hành dòng máy Toàn Phát TB3000 này lên đến 12 tháng cho quý bà con cũng như là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút like để đón chờ những video mới nhất của Ngọc Chi nhé. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại quý bà con.